Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính sau đây. Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền trải nghiệm thực hành phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 và trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 3. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã phường, thôn, tổ dân phố. Năm 2023, phường Hải Bình khai thác thu mua được gần 83.000 tấn hải sản các loại. Bản tin an toàn giao thông, cảnh sát giao thông công an thị xã Nghi Sơn xử lý nghiêm học sinh vi phạm về quy định giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 468 ngày 2 tháng 12 năm 2023 của Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngày 15 tháng 12, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự lễ ra quân có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí Phó trưởng Công an cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thị xã và trưởng Công an các xã phường. Đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bắt đầu từ 8 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024 nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị, xã hội, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn, nhất là hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân. Bảo đảm vững chắc an ninh các tuyến lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, hình thành điểm nóng, phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn nhà tạm giữ, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, giảm số vụ cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả chết người, thiệt hại nghiêm trọng, đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là trong đêm giao thừa. Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thị xã Nghi Sơn sẽ tập trung lực lượng, phương tiện và chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin với các lực lượng trong và ngoài ngành, đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thị xã Nghi Sơn đã phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khẳng định quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng Công an thị xã ngay từ những ngày đầu ra quân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình trường lớp học tại trường tiểu học Hải Ninh, trường tiểu học Hải Châu, trường mầm non Ngọc Lĩnh và trường tiểu học Ngọc Lĩnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Hiện nay, trường tiểu học Hải Ninh đang được đầu tư xây dựng hạng mục công trình khu nhà hiệu bộ 2 tầng, tu sửa nâng cấp khu nhà 2 tầng và các công trình phụ trợ với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Trong năm học 2023-2024, nhà trường cũng đã đưa vào sử dụng nhà lớp học 2 tầng khang trang với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học. Đối với trường tiểu học Hải Châu, hiện đang được đầu tư xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng, 12 phòng, khuôn viên và các công trình phụ trợ. Hiện nay trên địa bàn xã Ngọc Lĩnh đang được đầu tư xây dựng hai công trình trường lớp học gồm hạng mục nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng, trường mầm non Ngọc Lĩnh với tổng kinh phí 6,6 tỷ đồng và nhà hiệu bộ 2 tầng, trường tiểu học Ngọc Lĩnh
với tổng kinh phí 3,1 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo các nhà thầu đang thực hiện các công trình trường lớp học trên địa bàn, huy động phương tiện, máy móc, nhân lực, tập trung thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành các công trình của trường tiểu học Hoài Ninh, trường tiểu học Hoài Châu, trường tiểu học Ngọc Lĩnh trước ngày 27 tháng 12 năm 2023. Ban giám hiệu các nhà trường quan tâm đến việc tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trong khu vực nhà trường, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia. Đối với hạng mục công trình 2 tầng 8 phòng trường mầm non Ngọc Lĩnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lĩnh chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 1 năm 2024, từ đó đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường. Cùng với đó, Ban giám hiệu nhà trường cũng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã kiểm tra công trình nhà đa năng và công trình nhà 3 tầng 12 phòng trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 4 có tổng mức đầu tư gần 21 tỷ đồng. Công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 18 tháng 12 năm 2023, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tiến tới tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, ngày 16 và ngày 17 tháng 12 năm 2023, Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 và trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 3. Dự chương trình ngoại khóa trên có đại diện cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, lãnh đạo đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã, hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 và trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 3. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh các trường đã được cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong sinh hoạt, học tập thường ngày như an toàn trong sử dụng thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, giới thiệu trang thiết bị của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo và các em học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như trải nghiệm thoát nạn trong môi trường có khói khí độc, trải nghiệm thoát nạn bằng dây hạ chậm, dây cứu nạn cứu hộ từ trên cao, trải nghiệm thoát nạn bằng nhảy đệm hơi, thực hành một số kỹ năng chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chỗ như sử dụng hệ thống lăng vòi chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay. Qua việc tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho các thầy cô giáo và các em học sinh, góp phần phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ để xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra tại các nhà trường. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Công an thị xã Nghi Sơn đã trao quyết định công nhận đơn vị đạt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy cho trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1. Ngày 14 tháng 12, tại thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân, Trạm Kiểm dịch Thực vật Nội địa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thị xã và xã Hải Nhân tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn về xây dựng và thiết lập mã số vùng trồng khoai lang phục vụ xuất khẩu. Sự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thị xã, đại diện lãnh đạo chính quyền xã Hải Nhân và các hộ nông dân trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Thanh Hóa hướng dẫn quy trình xây dựng và thiết lập mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và đầu tư sản xuất Anh Phát
hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây khoai lang. Thông qua hội nghị giúp nông dân trên địa bàn xã Hải Nhân hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của việc đăng ký cấp mã số vùng trồng đối với sản xuất nông sản, từ đó từng bước thay đổi tư duy tập quán canh tác, nâng cao nhận thức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, bền vững và trách nhiệm, đồng thời đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm, sản xuất an toàn và phục vụ truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm cây trồng, đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu. Ngày 15 tháng 12, tại công sở phường Hải Hòa, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã phường, thôn, tổ dân phố 10 xã phường gồm phường Hải Lĩnh, Ninh Hải, Tân Dân, Hải Thanh, Nguyên Bình, Bình Minh, Hải Hòa, các xã Định Hải, Hải Nhân và xã Hải Yến. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thị xã truyền đạt những nội dung cơ bản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã triển khai các chương trình tín dụng, chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Lãnh đạo Phòng Kinh tế hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và một số dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo các địa phương trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức mới giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Thực hiện kế hoạch số 1286 KHTTIT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn về việc tổ chức thực hiện tiểu dự án 2, dự án 3 chương trình cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Trong 2 ngày, ngày 13 và ngày 14 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Y tế Nghi Sơn tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua chỉ số đo chiều cao và đo cân nặng cho trẻ từ 6 đến 16 tuổi tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Hà và Nghi Sơn. Trong 2 ngày, 2.680 trẻ từ độ tuổi 6 đến 16 tuổi hiện đang theo học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Hà và Nghi Sơn được nhân viên y tế của Trung tâm Y tế thị xã tiến hành đo cân nặng, đo chiều cao, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi và được tư vấn chế độ dinh dưỡng. Đây là hoạt động có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá tình trạng phát triển của trẻ cũng như tình trạng dinh dưỡng ở trẻ, đồng thời nâng cao nhận thức của bản thân các em, phụ huynh về phòng chống suy dinh dưỡng thừa cân, hỗ trợ tăng trưởng, phát triển toàn diện ở trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, phường Hải Bình xem nghề khai thác, thu mua, chế biến thủy hải sản vừa là nghề truyền thống, cũng là nghề kinh tế mũi nhọn của địa phương. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản đề ra trong năm 2023, Ủy ban nhân dân phường tăng cường công tác tuyên truyền đến các ngư dân, tăng cường bám biển, khai thác đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về khai thác, đánh bắt tại các vùng biển. Ủy ban nhân dân phường Hải Bình đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU đến toàn thể các chủ tàu cá và ngư dân trên địa bàn. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đang hoạt động lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời, các tàu cá vi phạm như không treo quốc kỳ, đánh dấu nhận biết tàu cá sai quy định, không viết số đăng ký tàu cá, sử dụng vật liệu nổ, hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, từng bước giảm dần. Hiện nay, Hải Bình có 196 tàu cá có chiều dài 6 mét trở lên, trong đó tàu thu mua là 58 chiếc, tàu khai thác là 138 chiếc. Số lượng lao động hoạt động trong nghề đánh bắt chế biến hải sản dao động từ 1.200 đến 1.500 người. Trong năm, tổng sản lượng khai thác 24.200 tấn, đạt 121% kế hoạch. Kế hoạch năm là 20.000 tấn. Tổng sản lượng thu mua 58.550 tấn, đạt 73,18% kế hoạch. Kế hoạch năm là 80.000 tấn. Tổng sản lượng chế biến 17.145 tấn, đạt 107,1% kế hoạch.
kế hoạch năm là 16.000 tấn. Với các thế mạnh về sản phẩm từ biển, phường đã xây dựng được 3 sản phẩm từ chế biến hải sản đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh như nước mắm, mắm tôm, mắm tép vị Thanh của Hợp tác xã chế biến hải sản Hải Bình. Sản phẩm chế biến từ thủy sản từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm. Trong năm 2023 đấy thì về cái kế hoạch chỉ tiêu trong năm thì đã có hai cái mục là đã vượt kế hoạch, đó là cái khai thác và cái chế biến hải sản. Bên cạnh đó thì một cái chỉ tiêu mà chưa đạt được kế hoạch, đó là cái chỉ tiêu thu mua. Nguyên nhân của cái chỉ tiêu thu mua đấy là hiện nay thì các cái số tàu mà thu mua thì so với trước kia là ít, nhưng mà đến hiện tại thì nó vẫn đang còn nhiều. Đấy, vì là cái nguồn cung với cầu nó cũng chưa hài hòa. Đó là cái việc mà khai thác đánh bắt ở ngoài biển khơi thì là sản lượng thì có hạn. Nhưng bên cạnh đó thì tàu thuyền thu mua lại nhiều quá. Cho nên trong cái thời gian tới và định hướng chung của Đảng cũng như là chính quyền, đó là phải sắp xếp tổ chức lại các cái cơ cấu về nghề cá. Đó là giảm cái số lượng phương tiện thu mua và tăng cái số lượng là phương tiện đánh bắt. Đấy, còn lại thì các cái sản phẩm mà đã được chế biến đấy thì hiện nay là rất là tốt. Đấy, nhất là trong cái việc là chế biến khô, rồi là cái sản phẩm là đông lạnh. Và hiện nay là Hải Bình cũng đã là có 3 sản phẩm là đã đạt được cái thương hiệu OCOP. Đó là sản phẩm nước mắm vị Thanh và mắm tôm mắm tép. Và trong năm 2024 này thì Hải Bình sẽ đăng ký là từ 2 đến 3 sản phẩm OCOP nữa. Đấy, để mà nâng cao cái chất lượng hàng hóa về thủy hải sản đấy ra các cái thị trường trên toàn quốc. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường Hải Bình tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với nghề cá đến tận người dân, động viên nhân dân tiếp tục chuyển đổi, cải tạo và nâng cấp nghề nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường phát huy hiệu quả trong chế biến hải sản, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, nắm bắt thị trường để chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo uy tín, chất lượng sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Nghi Sơn đã tích cực phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, đặc biệt là những quy định về việc sử dụng, điều khiển phương tiện, xe máy điện, xe gắn máy. Tuy nhiên, hiện nay việc học sinh điều khiển xe máy điện, xe gắn máy vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, điều khiển xe không có biển số hoặc cố tình dán che biển số cũng khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Theo quy định, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 50cm khối. Người đủ từ 18 tuổi trở lên được điều khiển xe mô tô, xe máy có dung tích xy lanh từ 50cm khối trở lên. Cụ thể, đối với loại xe này, người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe hạng A1. Điều này đồng nghĩa với việc đa phần học sinh đang học ở cấp trung học phổ thông chưa đủ tuổi theo quy định để được cấp giấy phép lái xe trên 50cm khối. Mặc dù vậy, thời gian qua việc học sinh điều khiển xe máy trên 50cm khối vẫn diễn ra khá phổ biến. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại cổng trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 4, vào giờ đến lớp hay tan trường, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều thanh thiếu niên mặc đồng phục học sinh điều khiển xe máy, xe mô tô đi học, không đội mũ bảo hiểm, chở theo 2 đến 3 người trên xe. Thực trạng này rất đáng lo ngại, là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông trong học sinh. Để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm giao thông đường bộ, thời gian qua, đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã, Công ty Honda Việt Nam chi nhánh Nghi Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại các nhà trường trung học phổ thông, trường cao đẳng nghề Nghi Sơn, phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thông,
hậu quả của tai nạn giao thông để lại cho bản thân, gia đình và người thân, những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn tại các nhà trường nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông học đường, đồng thời phối hợp với các nhà trường tuyên truyền vận động học sinh không được đi xe máy khi chưa đủ tuổi, nhà trường không nhận gửi xe. Bên cạnh đó, đội cảnh sát giao thông công an thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát công khai, kết hợp hóa trang, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ tại các ngã ba, ngã tư và tại các cổng trường trung học phổ thông trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền tới các em những quy định về luật giao thông đường bộ, phương tiện được phép điều khiển khi tham gia giao thông liên quan tới học sinh. Để ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, bên cạnh công tác tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm, các trường hợp học sinh vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần có sự kết hợp giáo dục quản lý giữa nhà trường, gia đình. Điều quan trọng hơn hết là các bậc phụ huynh cần thường xuyên theo dõi, nhắc nhở con em mình chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không buông lòng quản lý hoặc phó mặc cho nhà trường, bởi sự quan tâm giáo dục của phụ huynh sẽ đảm bảo được sức khỏe và tính mạng của chính con em mình và cả những người tham gia giao thông. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.